Em xin chào các bác nhé. Phiên tối ngày hôm nay là buổi tối ngày 25 tháng 1 năm 2024. Tối nay Vườn Lan Cường Thúy nhà em sẽ lên một số cái mã châu xả hàng bom đạn vừa rơi. Và ngoài ra là nhà em về rất là nhiều hàng đấy các bác ơi. Đó. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Khi các bác nhận hàng, em mới phải thanh toán tiền nhá. Và cái phiên ngày hôm nay em lên cái đám hàng này là châu Thái này. Châu Thái nhiều màu. Một số cây nó có nụ dài rồi. Và một số cây chưa ra nụ. Nhưng mà cái hàng này em cũng thông báo trước cho các bác là trong quá trình vận chuyển về đến nhà mình, nụ nó chẳng may nó có hỏng hoặc nó xịt hoặc nó rơi rụng thì các bác hoan hỉ cho em. Tại vì em bán hàng là em bán hàng thanh lý, em bán hàng không có nụ. Đấy, đấy. Thì các bác mua thì mình để mua mình lấy mặt hoa thôi nhá. Châu Thái nó có rất nhiều màu. Em lên một số màu đây cho các bác này. Và hàng hôm nay là hàng em Thúy bao ship nhá. Hàng em Thúy bao ship. Các bác mua bao nhiêu mã cũng được. Em bao ship hết. Và các bác gộp thêm những cái mặt hàng đang có tại vườn nhà em thì cùng với cái đơn châu này thì em vẫn bao ship nhá. Đây này các bác ơi, hàng bao bom đạn mưa rơi đây này. Đặt hàng cho đấy và xong là đến khi người ta gọi điện đến là ABC lợ cái gì bờ cờ đây này, Hạ Long Quảng Ninh này. Bác này là bác này, tên Đoàn Lan Phương này, anh Sơn đấy này. Đấy, đặt hàng cho nắm mà. Nghiệp. À, đầu tiên em đánh mã số mã tiếp theo là mã H1. H1 gồm có 7 cây 350.000. Đây các bác, cây nụ này là em không bảo hành nhá. Tại vì nó khó lắm. Các bác trồng ở nhà bác, một cái bông nó ra thì nó cũng chỉ không thể nó lên hết được những cái cánh hoa. Huống chi là trong quá trình vận chuyển nhá. Cho nên là, ví dụ quá trình vận chuyển về nhà các bác nó nhận nó sẽ bị một hai nụ. Cái nụ con, cái bông hoa con nó như thế này thì các bác cũng hoan hỉ cho em nhá. Em không chịu trách nhiệm, em bán hàng là em bán hàng không nụ nhá. 3 này, 4 này, 5 này, nụ nhá. 6 này, 7 cây. 7 cây giá 350.000 mà em Thúy bao ship nhá. Tiếp đến mã H2 gồm có 5 cây 290.000. Con này con màu vàng này. 1 này, 2 này, 3 này, nụ đây em bọc rồi nhá. 4 này, 5 cây 290.000. Quá rẻ so với cuộc tình này luôn. H3 gồm có 5 cây 350.000 một cây này. Nụ nhá, cây to nhá các bác nhá. Đó, 1 này. Cây to thì nó được ít cây mà cây bé nó sẽ được nhiều cây nhá. 2 này, con này con đỏ này. Rất là cứng cáp luôn. 2 này, 3 này, 4 này. Úi dồi ôi, con này lá mít nặng chưa này. 4 này, 5 cây. Con này con lá mít xong rồi đẻ con đấy nhá. 5 cây này, 350.000 mã H3. Tiếp đến mã H4 gồm có 7 chậu 350.000. Rồi, ngọc trai đây nhá các bác nhá. Đang có hoa này, 1 này. Mình mua cái này về mình làm giống nhá. 2 này, 3 này, con này nụ nhá. 4 này, nên em đã bảo có con có nụ, có con chưa ra nụ mà có con này hoa nó ra hết rồi nhá. 5 này, 50.000 một cây mà còn được bao ship này. 6 này, 7. Tiếp đến mã H5 gồm có 6 chậu 350.000, 1 này, 2 này. Dồi ôi, lá mít tạch sòn. Các bác mua hàng này em nói thật với các bác rẻ hơn cả hàng kg nhá. Tội cái gì mà mua hàng kg. 3 này, 4 này, con này con ngọc trai nhá. 5 này, mít cực kỳ luôn, mít dã man luôn ấy. Và cái hàng này thì nó sẽ hơi 6 này, con này con ngọc trai này. Hàng này thì em cũng nói luôn là nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá, chứ không phải đẹp mỹ mãn 100% đâu. Các bác nghe rõ em, tránh trường hợp mở ra để bảo ôi mỹ a đây xong là bom hàng em nhá. Tội lắm. Sau đây em sẽ tiếp tục em lên một số mặt hàng Thuần đang có tại vườn nhà em đây. Em vừa cập bến được một cái loại thanh đạm Indo, hàng siêu hoa nhá. Và tất cả những cái chậu em giới thiệu đều đang có nụ. Riêng về cái dòng thanh đạm Indo các bác ơi, nó siêu thơm này, nó thơm lắm. Đây, mặt hoa nở thực tế tại vườn nhà em đây. Siêu thơm luôn. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Và cái hàng này, cái chậu này như nhà em nè. Năm nay nó ra lần này lần cái đợt này chứ không phải năm nay, đợt này nó ra lần này lần thứ tư rồi. Siêu hoa luôn này.
Trời ơi, hoa nó hoa thơm cực kỳ nhá. Đó, và những cái chậu này em giới thiệu với các bác. Đây, đã ra hoa rồi. Cuống hoa cũ đây, giờ đang nụ chi chít. Đó, nụ chi chít này các bác này. Các bác nhìn thấy nụ chưa? Có cái nụ nó phòi lên như này rồi. Đây, có cái thì nó vẫn còn đang ở trong đây. Nó vẫn đang ở trong đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nụ nhiều cực kỳ. Và em bán hàng nụ cho các bác, cho em bảo các bác bảo em là đếm xem cho các bác là một cái chậu này nó bao nhiêu cái nụ. Thì thôi các bác ơi, thông cảm hộ em nhá. Một, đây này các bác nhìn này. Đây này, ra chi chít này. Đó, ngách hoa này. Ngách cây nó ra này. Nụ quá trời là nụ, những cái này là nụ hết nhá. Đấy, nụ. Một chậu như thế này, siêu to khổng lồ như này, em chia sẻ với các bác giá là 280.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em Thúy miễn phí ship. Đấy, các bác mua 3 chậu như thế này em miễn phí ship nhá. Và các bác ơi, cái hàng này em bảo hành cho các bác là chuẩn thanh đạm indo, cho nên là hàng nó không được mướt mát như cái hàng công nghiệp đâu. Thi thoảng nó có một chút lá nó như thế này nhá. Đấy, thì các bác cũng hoan hỉ cho em. Tại vì em bán quá là nhiều rồi. Các bác mua rồi các bác lại còn giới thiệu nữa, hoa nó siêu hoa luôn. Nó ra hàng suối hoa luôn nha các bác nhá. Đấy, nụ này 280.000 một chậu. Tết đến nhà các bác treo một cái giò này thì thơm lắm. Thơm la thơm liệt luôn. Và cái hàng này thì về các bác lên sang chậu cho em. Sang chậu các bác trồng bằng gì? Bằng vỏ thông vụn hoặc sơ dừa nhá. Đấy, có cái nó còn đang đâm ở trong ra này, nó chưa có bỏ ra vỏ nhưng mà nó vẫn còn đang ở trong ngách cây. Đấy, các bác sang chậu cho em để cho nó cây nó đẻ được nhiều con, nó phát triển nhá. 280.000 một chậu, các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Dồi ôi, đi chỗ nào cũng thấy nụ hoa nhá. Nụ nhiều nhiều lắm lắm luôn này. Đó, nụ này. Đấy, bác nào mua đợt trước rồi chắc giờ chơi hoa rồi, giờ các bác lại mua tiếp nữa đi, về mà chơi hoa Tết. Đấy, thế cái em lúc em bán em bảo các bác là bây giờ có nụ nó sớm rồi, các bác cứ không tin em. Giờ đã ngắm hoa rồi, giờ các bác lại mua tiếp đợt nữa để chơi Tết đi. Đấy, siêu thơm luôn nhá, thơm lắm lắm luôn. Đây nhà em nhiều về nhiều lắm lắm luôn ấy. Còn đây nữa đây. Đó, 280.000 một chậu thôi. Nụ này quá trời luôn, nhiều nụ lắm lắm ấy. Nụ này các bác nhìn này, đấy, 280.000 một chậu, siêu to khổng lồ luôn. Đây các bác ở nhà em chỗ nào cũng có hoa thanh đạm nhá. Cái này nó đang gần tàn này này. Đấy, còn đây nữa này. Sờ chỗ nào cũng có nụ, chỗ nào cũng có hoa nhá. Trầm rầm đỏ siêu nụ của nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi, thân nụ béo ngậy mà nụ này các bác nhìn này. Nụ chi chít nhá, từ gốc cho đến ngọn nhá. Trời ơi, sao mà nó nhiều nụ lắm lắm cơ các bác ơi. Đó, nụ nhiều vô cùng mà thân nụ béo ngậy nhá. Thế này nhà em về được rất nhiều luôn. Em treo mang treo trên giàn này các bác. Mình sắm về treo, chơi Tết nhá. Cái đặc biệt cái mùa cây dòng trầm rồng đỏ này thơm cực kỳ luôn. Nhà mình Tết đến mà sắm một cái chậu này thì đúng chuẩn là hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam này. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ này, hương trầm này. Đó, đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa ở bên ngoài nó đậm đà hơn ở trên ảnh nhá các bác nhá. Mặt hoa đậm đà hơn trên ảnh. Mà hoa thì nói đến dòng trầm thì các bác biết rồi đấy, siêu thơm luôn. Đó, một chậu này. Có chậu nó đang đi lên mầm non, có chậu nó chưa có mầm non. Nhưng mà hầu như là cái nào nó có nụ thì nó sẽ có mầm non rồi. Hầu như nhá. Một chậu này này, nó trung bình nó có từ 3-4 thân trở lên. Thân dài thì nó 3 thân này, thân ngắn thì nó 4 thân này. Đây, em để cả đống đây này. Em chia sẻ với các bác là 110.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Đó, thơm lắm cơ bác ơi. Các bác ơi, lần này em nhập được cái đồ hàng này vừa béo ngậy này, vừa có nụ nhá, rất là đáng yêu luôn. Nụ này về là chuẩn Tết luôn nha các bác mình nhá. Đó, đây. Đấy, về các bác có thể mua 3, 4, 5, 6, 7 chậu về các bác ghép vào thành một chậu lớn. Hoặc các bác là mua 3 chậu về ban công phòng khách này, cầu thang này, chỗ nào mỗi chỗ mình treo một chậu thì là hoa nó siêu thơm luôn nhá. Trời ơi, nụ đấy các bác nhìn thấy chưa? Nụ của em nó đây, đáng yêu cực kỳ luôn. Đấy, nhà em về rất là nhiều luôn, tha hồ cho các bác mình lựa chọn nhá.
em giới thiệu với các bác một cái dòng phi điệp Đài Loan nha các bác nhá. Tất cả hàng đều đang có nụ hết rồi. Nụ 100% nha các bác nhá. Có cây nụ nó phòi dài ra rồi. Đây, có cây này nó vẫn đang bé bé như này. Hàng này chuẩn hoa chơi Tết luôn các bác nhá. Và cái dòng này là dòng gọi là dòng phi điệp Đài Loan. Được mình trồng ở tại Việt Nam mình, giống là giống Đài Loan đấy các bác nhá. Đấy, nụ đây này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa siêu đẹp luôn nhá. Năm cánh trắng hồng hồng nhá các bác nhá. Hoa thì siêu thơm rồi. Riêng về cái độ thơm thì khỏi phải bàn đi. Em Thúy bảo hành cho các bác độ thơm, độ hoa chơi bền. Cực nhiều cực kỳ, à bền cực kỳ luôn nhá. Tất cả đều phun nụ 100%. Đây em đang treo ở trên giàn đây. Hàng này hôm nay em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 100.000 một chậu, nó có từ trung bình nó là 3 thân, 3-4 thân nhá. Trung bình nó thân dài thì nó được 3 thân, thân ngắn thì nó sẽ được 4-5 thân. Đấy. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này, 300.000, em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó, 100.000 một chậu này. Nụ ngon lắm cơ các bác ạ. Đấy. Nói chung là em quay đây thì nó cái trời nó hơi tối thì các bác nhìn nó không rõ. Thế nhưng mà em bảo hành với các bác là nụ 100% nhá. Nụ 100% luôn. Và giá cực kỳ yêu luôn. Đây này, ở trên giàn đây này, nụ đây này. Tứ lưa hết nhá. Phun nụ hết rồi nhá các bác nhá. Đó. Cái này trông nó như là khô khô quen nhưng mà nó hoa đấy cực kỳ. Nó rụng hết lá rồi, đâm ra trông nó hơi khô nhá. Nhưng mà này, nụ 100% hết rồi nhá các bác nhá. Đó. Em giới thiệu tiếp đến các bác một dòng phi điệp nữa nhá. Đó là phi điệp 5 cánh chấp. Và hàng này là 100% có nụ rồi các bác nhá. Đây này, thân nào nó cũng có nụ rồi nhá các bác nhá. Nụ ra đây, đó. Nụ này, nụ chi chít luôn nhá. Nụ chi chít luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đây, phi điệp 5 cánh chớp nhá. Hay còn gọi là chớp Mỹ, hay là còn gọi là chớp đại tướng quân nhá. Đấy, hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Đó, nụ đây này các bác này. Một, nói chung là em thì quay thì buổi tối nó không rõ, thế nhưng mà em bảo hành cho các bác cây nào nó cũng có nụ. Một chậu nó có từ thân dài thì nó có 2 thân này, thân ngắn thì nó sẽ có 3 thân. Em chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu thôi. Shop khác người ta đang bán 130 rồi 150. Em chỉ chia sẻ các bác 100.000 một chậu này thân dài nhá. Đó, chậu 2 thân thì thân dài mà 3 thân thì thân nó sẽ ngắn hơn. 100.000 một chậu, các bác mua 3 chậu, đặc biệt là mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship và em bảo hành là 100% có nụ hết rồi nhá. Đấy các bác nhìn kỹ nụ cho em nhá. Tránh trường hợp về nụ như thế này về là cứ bảo nó không có nụ nhá. Đó, em treo ở trên giàn nó rất là nhiều đây. Em thả hẳn 3 cái chậu này ra đây cho các bác xem đây. Độ rài của nó như thế nào. Đấy. Thân to mập nhá. Thân to mập béo ngậy chứ không gầy gầy nhỏ nhỏ như những hàng khác đâu. 100.000 một chậu, 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá, 100% có nụ hết rồi. Đấy. Đây này, nụ hết rồi em treo ở trên giàn đây nhá. Đó. Đây này. Đó, trên giàn đây này. Đấy. 100% nụ hết của em rồi nhá. 100.000 một chậu thôi, giá rẻ ơi là rẻ. Gọi là rẻ cực kỳ luôn. Đây này. Đấy, các bác nhìn thấy nụ không? Nụ hết rồi đi nhá. Nụ phun, phun nụ luôn đấy. Đấy. Đây này, các bác nhìn này. Đấy. 100.000 một em thôi. 3 em Lâm Thúy miễn phí ship rồi. Hồ điệp bụi nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi, đẹp lắm mà nó bụi này các bác ơi. Hàng bụi nhá. Một cái bụi này của nó, một cái cốc này của nó trung bình nó từ 2-3 cây trở lên. Và nó trung bình nó 3-4 ngồng hoa trở lên nhá. Ngồng hoa này, tí lia luôn nhá. Đó. Và đối với cái dòng này thì thi thoảng lá nó có sẽ có bị xước sát một chút nhá. Các bác nào lấy cái chậu nào nó 2 cây ấy thì nó chỉ có 2 cây to. Mà các bác thích lấy nhiều cây thì nó 3 cây thì nó sẽ nhỏ hơn. Cái tàu dòng 2 cây nhá. Nụ đang tứ lưa luôn này các bác này. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Lần này em về chỉ có một mặt hoa là vàng công chúa thôi các bác nhá. Một mặt hoa duy nhất mà vàng công chúa. Em chia sẻ với các bác giá là 80.000 một cốc như thế này. Đó. Các bác mua 5 cốc em Thúy miễn phí ship. Đó, để các bác này.
Đấy, thấy chưa? Nụ này, cái nào cũng 3-4 nụ nhá. Hàng rẻ ơi là rẻ rồi. Đây có cái nụ dài này. Đó. Hồ điệp này về thì các bác sang chậu cho em, sang cho em, đẩy cho em cái cốc này ra này, đẩy cho em cái cốc này ra, sang trồng vào cho em một cái chậu mới, chậu sứ mới cho nó đẹp này. Ví dụ như cái chậu này, cái cốc này là có 2 cây này, 2 cây nhưng nó cũng 3 ngồng đấy. Đấy, nó cứ từ tầm 3-4 ngồng trở lên nhá. Đây, cái chậu này thì này, đôi 4-5 ngồng. Chậu này là chậu 5 ngồng nhưng em bán từ 3 ngồng trở lên nhá các bác nhá. Tránh trường hợp về các bác lại ỉ ôi, các bác vạch ra các bác xem, có thể là nó cái những cái ngồng hoa ấy nó vẫn đang mọc ở đây nhưng các bác không nhìn thấy, các bác lại ỉ ôi, các bác chê xong các bác trừ tiền em, tội lắm nhá các bác nhá, tội lắm cơ. Đó, 80.000 một cốc, 5 cốc em bao ship nha các bác nhá. Đen rô hoa nhiều màu của nhà em vừa cập bến nha các bác nhá. Hàng này có loại cây là nụ dài này, có loại cây là đang vừa nhú nụ lên này, có cây là nụ ngắn nhá. Cây siêu đẹp luôn cho các bác này. Nó rất là có rất là nhiều mặt hoa nhá. Đây tôi chuẩn bị là em quay cây xong rồi em cho các bác xem một loạt mặt hoa nhá. Nụ ngắn này. Đó. Rất là nhiều mà hàng hôm nay thì em Thúy cực kỳ là ưu đãi luôn. Mua 10 tặng 1 bao ship nhá. Đó. Em cho các bác xem mặt hoa nhà em về đợt này này. Nó gồm có bò tím bà nu nhá. Bò tím bà nu này. Bà liễu hôm nay không có. V76 này là tím 76 này. Vàng 58 này, em đặt tên này. À, hoa này là gọi là đen rô tím nhá. Đây là vàng tia này. Vàng tia có nghĩa là cánh vàng lưỡi đỏ này. Thỏ xưa này. Kingo này. Kingo là vua của hoa vàng đấy ạ. Vàng chanh này. Mặt trời đỏ này. Đó, em về 9 loại như vậy. Nhưng mà em sẽ chia sẻ với các bác giá là 60.000 một chậu như thế này. Các bác mua 10 chậu, em tặng 1 chậu và em miễn phí ship. Và các bác ơi, lưu ý cho em một điều là có loại bông hoa dài, có loại bông hoa nó nụ hoa nó vẫn ngắn. Đây, nó ngắn đây nhá. Cây thì siêu đẹp luôn. Và hàng này về các bác xe sang chậu, các bác ghép cho em vào một chậu mới nhá. Thì nó đẹp lung linh luôn. 60.000 một chậu, các bác mua 10 chậu em miễn phí ship và các bác được tặng thêm một chậu nhá. Đấy. Đẹp chưa các bác ơi? Lung linh luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một dòng lan. Đó là chuỗi ngọc Điện Biên, hay còn gọi là lan thắt đốt nha các bác nhá. Vì sao gọi là lan thắt đốt? Đây này các bác nhìn này. Nó cứ đốt 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 như thế này thì gọi là lan thắt đốt nhá. Đấy. Còn một cái tên nữa các bác cũng hay gọi nữa, đó là chuỗi ngọc Điện Biên. Nhưng mà cái hàng này thì nó gọi là chỉ gọi là chuỗi ngọc Điện Biên, chứ còn khắp Điện Biên này, khắp cái rừng Tây Bắc phải có Điện Biên có này. Và bên vùng rừng Lào nhá, nhà em buôn rừng, buôn hàng rừng bao nhiêu năm nay thì những cái này em rất là thông thuộc luôn. Đấy, hàng này mặt hoa nó như thế này đấy các bác ơi. Siêu đẹp, siêu thơm luôn. Cái này thì không, cây nó có thể là nó rụng lá nó mới ra hoa. Và có thể là không cần rụng lá nha các bác nhá. Nó có hai mặt hoa, một mặt hoa là họng đen này. Đó. Một mặt hoa là nó cũng đen nhưng mà bên ngoài lưỡi nó lại màu tím nhá, tím vàng nhá. Chậu này là chậu hàng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Một chậu như này nó rất là nhiều thân. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 170.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác mua 2 chậu em Thúy miễn phí ship. Này này. Các bác ơi, bây giờ nó tình trạng là nó bắt đầu nó đang sưng nụ ở trong cái ngách lá này nha các bác nhá. Nếu mà về các bác biết cách chăm sóc hoặc là các bác cho kích hoa, em nói thật đấy, hoặc là không để như vậy, thí dụ như các bác nào mà vùng trong ấy, miền trong ấy nó nắng nóng ấy thì mình có thể là chơi chuẩn hoa Tết được 100%, còn miền Bắc thì em không dám nói trước được. Đấy, riêng cái hàng chuỗi ngọc này em không nói trước được, như cái bác ở miền Bắc, còn miền Trung với miền Nam thì các bác chơi được hoa Tết nhá. Đó, một chậu là 170.000.
hai chậu em Thúy miễn phí ship hàng thuần rồi. Các bác về vì chỉ việc treo chơi thôi, 7 đến 10 ngày. Các bác tưới nước, tưới phân cho em một lần, còn hàng ngày các bác vẫn tưới bình thường nhé. Em nhắc lại một lần nữa, cái hàng này có thể là nó rụng lá nó mới ra hoa, và có thể là nó cứ để có nguyên, còn nguyên lá là vẫn ra hoa được. Nó ra hoa thì nó sẽ ra ở những cái ngách lá này nhá. Đấy, ở những cái ngách lá này. Đẹp lắm. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu một các bác một mặt hàng nữa, đó là kiều Thái nhá. Kiều, cái mặt hàng này, hoa kiều này là của hàng này, hàng xuất xứ nguồn gốc ở Thái Lan, họ nhân giống nhá. Hoa nó sẽ ra quanh 5 ngày tháng. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác, nhưng đợt này là các bác mua về là mình kích hoa sẽ chơi Tết rất là ok luôn. Nó sẽ có 3 mặt hoa. Cam này. Các bác nhìn thấy màu cam đẹp không? Tím này. Rồi omeli luôn. Đấy. Và mặt hoa hoàng hoa nữa đó là màu vàng đây. Màu vàng. Đây, màu vàng của nó đây. Đấy, nó gọi là màu vàng nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 100k một chậu. 100k một chậu như thế này, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá các bác nhá. Đây này, em quay xa nhá. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh như này, 100k một chậu. Nhưng mà khi các bác mua 3 chậu như thế này, em Thúy sẽ miễn phí ship và giá chỉ còn là 290.000 3 chậu. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì rất là ok. Và đối với cái hàng này này, trong quá trình vận chuyển em nhổ chậu ra, em nhổ chậu ra để em đi cái bầu không về thôi, cho nên là nó không có những một số chậu nó không dính liền với chậu đâu nhá. Đấy, không về các bác để bảo nó long ra khỏi chậu, em vận chuyển đấy cho nó dễ, cho nó an toàn cây. Nhưng mà bây giờ về vườn nhà em mới thả tiếp vào chậu đây này, cho nên là cái này về thì các bác lên sang chậu mới cho em để cho nó có đất phát triển và nó đẻ nhiều cây nhá. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đây là nó cũng chỉ ít ngọn đấy các bác nhá. Và nó có 3 mặt hoa, nhà vườn đã đánh dấu riêng cho em. Các bác mua mặt hoa nào nói em sẽ nhặt đúng mặt hoa đấy cho các bác. Đấy, em để riêng ra rồi nhá. Bao la bát ngát luôn. Mùa này các bác mua về là chuẩn chơi Tết luôn. Ok luôn. Và đây là một cái dòng châu lai. Lai giữa đai châu và hoàng nhạn. Châu hoa đã thơm rồi, hoàng nhạn nó lại cực kỳ thơm. Cho nên là hai cái mùi này nó trộn vào với nhau, hoa siêu thơm luôn. Chúng em hay gọi nó là đai châu hồng gấm nhá các bác nhá. Đấy, đai châu hồng gấm. Nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Đấy. Siêu đẹp luôn nhá. Đấy, hồng gấm nữa các bác nhìn thấy chưa. Gấm nó có nhiều loại gấm lắm. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm rải rác. Một năm nó sẽ ra 3 vụ. Như năm như cái vụ này này. Bây giờ có một số bông hoa bắt đầu nó đã bói nó ra rồi. Còn một số chưa ra, có nghĩa là thế thì em bán hàng này, em bán hàng chưa nụ nhá. Thì chỉ có một số nó ra rồi. Đây, một chậu như thế này. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu, em sẽ miễn phí ship. Ui, thơm lắm, có mỗi mấy bông nó nở đây mà thơm dã man luôn ấy. Đấy. Về các bác mua và... Có một số cây nó chỉ không được đẹp mướt mát đâu, nó sẽ hơi bị xước xước một chút nhá. Thì các bác cũng hoan hỉ cho em, tại vì cái dòng này lá nó rất là giòn luôn. Đấy, trong quá trình vận chuyển thì chẳng may nó có bị thì các bác cũng hoan hỉ cho em nhá, không vấn đề gì, không phải là xấu đuôi xấu đuổi đâu. Đấy. 3 chậu như thế này là 360.000 em sẽ miễn phí ship cho các bác. Hoa ra quanh năm luôn. Thơm cực kỳ là thơm luôn. Châu đã hoa dãi châu đã thơm rồi, hoa hoàng nhạn đây còn thơm hơn, hai cây đấy gọi là lai tạo với nhau, hoa siêu thơm luôn.